các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tin tức của Alphard Computer. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn điểm qua những thông tin nổi bật và thú vị có trong tuần vừa qua. Raru Game, nhà sản xuất Liên Minh Huyền Thoại vừa hé lộ game mới có tên là Varrodon và bài review trước về một đoạn gameplay trong trò chơi. Đây là thể loại game bắn súng nhập vai khá giống với CSGO và Apex Legends. Raru Game cho biết game có chế độ chơi theo trận, một phe sẽ đi đặt bom và phe còn lại ngăn chặn âm mưu đó. Ngoài ra thì mỗi đầu trận game thủ cũng sẽ được mua vũ khí và kỹ năng giống chơi như bên CSGO. Theo đoạn gameplay thì Varrodon có hỗ trợ voice chat và có thể có thêm cơ chế ping kẻ địch giống như trong Liên Minh Huyền Thoại và Apex Legends. Thời điểm dự kiến sẽ mở chơi là vào mùa hè năm 2020 này. Hãng sản xuất nguồn danh tiếng Seasonic vừa ra mắt bộ ba nguồn không quạt tản nhiệt thuộc dòng Bright Fanlet nổi tiếng. Bộ ba nguồn có tên là Bright Fanlet TX700, Bright Fanlet PX450 và PX500 lần lượt có công suất 700, 450 và 500W, đạt chuẩn 80 Plus Titanium. Với hệ thống dây nguồn sử dụng mô đun cùng nhiều công nghệ an toàn và đặc biệt, ba bộ nguồn này không trang bị quạt tản nhiệt. Điểm đáng lưu ý nhất chính là Seasonic sẽ bảo hành lên đến tận 12 năm đối với dòng sản phẩm này. Lộ điểm số và sức mạnh của Core i7 10700KF. Vào tháng 4 năm 2020 này thì Intel sẽ chính thức đưa thế hệ sản phẩm Intel thế hệ thứ 10 của hãng tới thị trường của toàn cầu. Thế nhưng trước những ngày ra mắt, chúng ta thấy được một loạt các thông tin thú vị xoay quanh các con chip mới của Intel. Theo một thông tin leak trên mạng thì phiên bản i7 10700KF sẽ có 8 x 16 luồng, xung nhịp thậm chí còn cao hơn cả i9 9900KF khi có thể đạt được 5.3 GHz. Cùng với kết quả benchmark được lộ ra cho thấy phiên bản i7 10700KF có hiệu năng còn cao hơn cả Ryzen 7 3800X, nhưng mà điện năng tiêu thụ cũng cao hơn cả mẫu CPU đến từ AMD rất nhiều. Intel Core i9 9900KS có khả năng sẽ phải kết thúc vòng đời sớm để nhường chỗ cho các CPU khác. Mặc dù là một mẫu CPU chơi game tốt nhất từ trước tới nay của Intel, nhưng theo nguồn tin tiết lộ thì Intel đã ngừng sản xuất i9 9900KS. Lý do được cho rằng đây là một mẫu CPU hàng Limited Edition và Intel cũng không muốn kéo dài vòng đời của CPU này do i7 10700K sắp ra mắt được đồn đoán có thông số còn vượt trội hơn cả i9 9900KS. Corsair ra mắt PC One Pro i200 máy chạm thu gọn mạnh mẽ. Corsair đã chính thức công bố Corsair One Pro i200, mẫu máy chạm nhỏ gọn của thương hiệu Corsair One Pro hướng tới nhóm khách hàng làm việc chuyên nghiệp trên các ứng dụng về đồ họa, thiết kế, xây dựng với nhiều nâng cấp đáng giá về xử lý sức mạnh công việc và cập nhật vô số tiến bộ công nghệ mới nhất vào bên trong. Về phần ngoại hình thì Corsair One Pro i200 vẫn giữ nguyên như những người tiền nhiệm với hiệu suất tiên tiến và kích thước nhỏ gọn. Cấu hình cao nhất của mẫu máy chạm này là CPU Core i9 thuộc dòng X-Series. Cùng với các đồ họa RTX 2080 Ti, Corsair đã trang bị cho bộ máy hai mẫu tản nhiệt nước OE1H115i Pro cho cả CPU và GPU. Hệ thống làm mát chất lỏng độc đáo được xem là lựa chọn lý tưởng đối với người dùng làm việc chuyên nghiệp. Hiệu năng bộ đôi card đồ họa NVDA thế hệ mới khiến Titan RTX cũng phải hít khói. Theo những thông tin chưa xác thực bị rò rỉ trên Geekbench đã tiết lộ sớm cho chúng ta biết về hai mẫu GPU mới đến từ NVDA. Mã GPU đầu tiên có 7552 nhân CUDA và lên tới tận 24GB VRAM cho điểm số cao hơn gần 40% so với Titan RTX. Đây có thể là GPU dành cho người dùng chuyên nghiệp chứ không phải là dành cho game thủ. Mẫu GPU còn lại sẽ yếu hơn với 6912 nhân CUDA và có điểm số nhịn hơn một chút so với Titan RTX. Vì NVIDIA đang lên kế hoạch cho ra mắt dòng card màn hình mới và CEO của họ cũng tự tin nói rằng thế hệ GPU mới sẽ không làm game thủ thất vọng, nên đợt rò rỉ lần này ít nhiều cũng sẽ khiến cộng đồng công nghệ bàn tán sôi nổi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyên mục tin tức của chúng mình. Nếu thấy hay, hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Alphard Computer. Còn bây giờ chúng mình xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.